Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi các bạn ơi. Hôm nay thì lớp của các bạn sẽ đi vào 214 bộ thủ. Bộ 4 nét. Hôm nay các bạn trả bài cho lão sư đồng ý không? Bộ 4 nét, hôm nay lão sư trả nghe nói đọc viết. Lão sư thông báo luôn là hôm trước lão sư có một bạn học trò đăng ký học một mình, một kèm một. Hôm nay là buổi thứ 6, bạn ấy đã kết thúc 214 bộ thủ rồi đấy các em. Có 6 buổi thôi đấy. Mà cái lớp của mình học như thế này là phải tự ý thức lên. Bạn học một mình thì cô biết là bạn nhanh thì đương nhiên rồi. Nhưng mà các bạn cộng tác học cùng ấy, các em cũng phải ý thức để cho các bạn trong lớp của mình được nhanh hơn. Em đồng ý với cô không? Bây giờ nè, hôm nay là ngày trả bộ này. Cô yêu cầu tất cả các bạn này bật cam lên hết cho cô. Bật cam lên hết chưa? Bật cam lên hết. Ai không bật cam trừ 1A cộng. Tất cả các bạn phải học trực tiếp cho cô hết hôm nay. Nhanh lên. Bạn nào mà không bật cam là trừ điểm. Hôm nay bộ 4 nét, 10 chữ đầu tiên ai thuộc rồi? Mười chữ đầu tiên của bộ 4 nét ai học thuộc rồi? Bạn Lê Vân, bạn Trần Trân, bạn Hoàng Anh, luôn luôn có ba bạn này đi đầu à? Các bạn khác, bạn Cao Phong, bạn Bích Ngọc, bạn Băng Thủy, bạn Nguyễn Thị Hải. Mấy nay vào kỳ thi nên là con Mấy nay vào kỳ thi à, ôn thi à? Thôi được rồi, nói chung là mình đã ý thức thì mình làm rất là nhiều chứ không phải chỉ có một đâu, đúng chưa? Mình phải phân bổ ra, mình làm thời gian nó phải có cái hiệu quả, lúc nào là ăn, lúc nào là ngủ, lúc nào là học, đúng không? Học cái gì? Đúng không? Tiết nào, giờ nào? Chứ không phải là đợi đến lúc nước đến chân mới nhảy. Đúng chưa các em? Phải có khoa học, làm việc là phải có khoa học, phân bổ thời gian ra. Ok, cô không thích là ỷ dựa dưới bất cứ mọi hình thức nào, tại vì thì làm mà không thể giải quyết tương lai của mình được. Không thể làm như vậy được. Vì cô đã từng đi học, đến năm nay là cô tốt nghiệp thạc sĩ cách đây là 8 năm rồi, mà cô học bao nhiêu như thế. Một một lớp như vậy là 24 môn mà cô hai trường một lúc chứ không phải là một trường đâu. Đấy. Cho nên là hoàn toàn là các em có thể làm được hết chứ không phải là dựa dẫm vào những cái đó. Học trò của cô lớp 3 thôi, nó cả 6 7 ngoại ngữ nó vẫn làm được, tại sao mình không làm được? Đừng có ỷ dựa như vậy các con, tạo thành một thói quen mà không thể thành công trong tương lai. Đồng ý chưa nào? Sắp xếp thời gian, phân bổ thời gian có hệ thống, có khoa học nha, không phải ỷ dựa nha, đi chơi xong về tắt đèn, tối lửa tắt đèn rồi mới mang ra học nha. Học mọi lúc mọi nơi nhá, cô thấy vậy. Rồi, trong giờ học của cô, tập trung học đúng 1 tiếng đồng hồ xong giải quyết xong. Bây giờ 10 bộ đầu tiên trong bộ 4 nét ai thuộc rồi? Cô mời bạn Hoàng Anh trả bài giúp cô. Đến bạn Lê Vân, đến bạn Trần Trân, những bạn nào trả bài cô tặng A cộng đàng hoàng. Ok. Các bạn khác ôn bài đi, cô kêu hết, không bạn nào không kêu cả. Tâm tim qua ra mắt hộ cửa thủ tay chi cành viết sao. Đấy. Đoàn Ngọc Anh chuyển máy được chưa? Mở cam lên cho lão sư làm việc riêng gì đấy. Rồi, con trả bài đi, Võ Thị Hoàng Anh trả bài đi. Võ Thị Hoàng Anh, trước nhất là cô khen ngợi tinh thần của em này. Bài vở ghi đâu đấy chỉnh chu. Vở sạch chữ đẹp. Các bạn nhìn thấy gương của bạn Võ Thị Hoàng Anh đó mà học theo. Cái tốt là phải phấn đấu cho làm được thì thôi. Tất cả các bạn khác chuyển bài cho cô giáo nha. Ok, rồi em trả bài đi em. Cửa mở, mở bằng tay. Đúng rồi, em đúng rồi, hộ cửa mà cô nói cửa mở bằng tay tức là chữ tiếp theo á.
thủ tay á. Tay là phần phụ trong cơ thể. Tứ chi. Chi cành. Đúng rồi. Rất nhanh chóng. Chính xác. Ok, rồi cảm ơn em. Trả hết được luôn không? Không hả? Ok, rồi dừng tại đó. Ôn tiếp cho cô nha. 10 bộ tiếp theo nha. Ok. Rồi. Tiếp tục bạn Lê Vân. Không, 10 bộ chứ ai cũng phải trả cho cô bộ 4. Bộ 4 quan trọng lắm. Ai cũng phải trả cho lão sư. Cô dò từng chữ một. Chậm thì là do lỗi các bạn, phải của cô. Ai cũng phải học hết. Đúng rồi. Phải không? Hậu cửa biết phải không? Còn thiếu cái gì biết không? Còn đấy thi thay rồi, hậu cửa biết sao? Không biết luôn. Đấy là thi thay. Trên đầu nữa, trên đầu còn một nét nữa. Đầu con chấm một cái chủ chấm hậu cửa. Phải viết chấm trước, chấm thi thay. Là hậu cửa. Tay Đúng rồi. Bộ biến thể thổ tay. Rồi, thổ tay ngang, sổ móc, hất. số 3 đúng số 3 sẽ gạch ngang đúng Không, rồi cái đấy từ con rồi con. Thổ tay cơ mà. Biến thể thổ tay cơ mà. Ngang, sổ móc, ngang con nhớ rồi hất. thủ tay Chi cần. Phọc đánh khẽ. Bộ biến thể phọc đánh khẽ biết sao? văn văn Ngang trước sổ sau, đúng rồi. tân rượu Phương phương vuông. Đúng rồi. Chính xác, cảm ơn con. Vô không. vô không Giỏi, cảm ơn con. Rồi. À, tặng cho mỗi bạn một A cộng. Bạn Hoàng Anh một A cộng, con một A cộng. Học tiếp theo nha. Ok. Rồi, Trần Trần. Còn thiếu bộ tiểu nhỏ nữa đâu. Ba bộ tâm tim thôi mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Bộ biến thể viết sao? Đúng rồi, thủ tay đúng rồi, chi cành. chi cả Đúng rồi.
Phọc đánh khẽ. Đúng rồi, bộ biến thể phọc đánh khẽ. Phọc đánh khẽ. Chấm trước nha con nhé. Chấm trên là trước, trên là ngang rồi mới vậy nhé, văn văn nhé. Chứ không phải chấm sau cùng đâu. Trên trước mà. Văn văn đầu đấu. Chấm bên trái con chấm trước nhá. Con chấm là con quy quy nguyên tắc dấu chấm rồi đấy. Chấm trên, chấm trái, chấm trước ấy. Đúng rồi, hai cái chấm rồi con mới ngang mới sổ. Đúng rồi. Đúng rồi, bên trái lên viết trước, đầu đấu. Cân rìu phương vuông. Đúng rồi, cân rìu phương vuông. Bao bọc, đúng rồi. Vô không nhớ không? Nhật mặt trời. Nhật mặt trời hình chữ nhật đấy con. Viết nói rằng bộ khẩu là miệng trong có cái lưỡi gạch ngang qua cái. Đúng rồi. Viết nói rằng nguyệt mặt trăng. Hai gạch ở trong. Ok.